Xin chào các bạn. Hôm nay PD đang đứng ở ngoài chỗ nhà thờ Đức Bà. PD có ở đây những đồ miễn phí, ôm miễn phí, ha, hung miễn phí, massage miễn phí, chụp hình selfie với PD miễn phí. Giờ mình sẽ thử massage miễn phí. Wow, lần đầu tiên là mình massage người ta, là massage mình lại. Hung miễn phí. Khi mà cô gái mà không cái yêu cầu hung của mình cũng rất là buồn đúng không? Không, mình phải cố gắng, thiếu gì gái ngoài. Thôi, chụp hình không có miễn phí, hung mới miễn phí. Only you can to make all this world sit you sing when you're all alone. Knows how you dance in front of your friends, baby, baby. Does he know you can move it like that? Oh, miễn phí. Ôm. Chứ mày nó to. Ôm không? Ôm luôn chị. Ôm. Lâu lâu cũng có người không muốn ôm mình. Tôi yêu Giang TV.